Xin chào mọi người. Hôm nay thì chủ nhật á mọi người. Đây, 17 tháng 11 nè. Hôm nay nhà mình về nhiều hàng lắm, và đặc biệt là rất là nhiều PC, phải là 50 thùng PC chưa khui, rất là nhiều luôn. PC nhiều lắm mọi người. Đây nè, thùng PC nè, PC. Quá trời, mọi người theo dõi kênh của mình ha để mà cập nhật giá. Đây rất là nhiều. Nhiều ở trong này lắm nè, là PC nè. Đợt này giá thì rất là tốt, lúc nào cũng vậy mọi người. Cận Tết là khi nào giá cũng tốt hết. Trong này nữa chưa khui mọi người. Mấy hôm nay thì mình không lên video mà bởi vì là hàng về nhiều rồi khui á. Cái này thì có cả sạc nè. Sạc này sạc laptop. Laptop thì chưa quay. Laptop có nhiều nhưng mà ở trong đống mình chưa khui ra được. Chỉ có mới khui PC thôi. Có rất là nhiều. Tất cả là sạc zin hết nha mọi người. Sạc zin theo máy hết trơn á. Mình về là mình cho riêng như vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra là đều là có máy hết, máy là theo sạc. Chẳng qua là gói riêng để không có bị bể vỡ thôi. Cái thùng sạc cũng phải là 70kg mọi người. Rất là nhiều thùng đó. Nặng lắm. PC, mọi người theo dõi kênh của mình ha, lúc nào cũng lên video, khuya nào cũng vậy, bắt đầu từ 10 giờ đêm là mình lên video về báo giá này, thùng PC này, laptop nè, mọi người ủng hộ mình ha, ai theo dõi ưng ý cái gì thì báo qua cho mình. Rất là nhiều hàng chưa khui, đây còn có nhiều hàng mình chưa khui nữa. PC nhiều lắm mọi người, đây nè. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, ai quan tâm liên hệ qua Zalo cho mình, cảm ơn mọi người ha.